Hello bác sĩ, chào bạn. Chúng tôi giúp gì được cho bạn? Ai phải tự thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19? Chào alo bác sĩ, cho tôi hỏi những đối tượng nào thì phải tự chi trả chi phí xét nghiệm COVID-19? Tôi cảm ơn. Trần Văn Đại, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn thân mến, trong đợt dịch mới, nhiều bệnh viện tuyến đầu bị dịch bệnh tấn công. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện rà soát chặt chẽ và xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Như vậy, ngoài các lái xe vận tải tới vùng dịch, hầu hết các bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều phải làm xét nghiệm COVID-19 và phải trả phí. Một số nơi thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên có giá từ 150.000 đến 400.000 đồng mẫu. Có nơi làm real-time PCR giá từ 734.000, hơn 800.000 đồng mẫu. Hiện Bộ Y tế chưa có quy định về việc xét nghiệm bằng hình thức nào. Điều này phụ thuộc vào khả năng của mỗi cơ sở y tế. Có thể dùng test nhanh hoặc PCR đơn cộng gộp để giảm chi phí. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.